Y thấp nhất 3 năm, dự trữ ngoại hối nhà nước đạt kỷ lục. Tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14 sáng nay, ngày 20 tháng 5, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trình bày báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018. Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019. Về kết quả đạt được trong những tháng đầu năm 2019, báo cáo cho biết, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng, CPI, bình quân 4 tháng tăng 2,71%, thấp nhất trong 3 năm qua. Cùng với đó, tỷ giá, thị trường ngoại hối ổn định, dự trữ ngoại hối nhà nước đạt kỷ lục, tăng trưởng kinh tế, GDP, quý 1 đạt 6,79%, xuất khẩu 4 tháng đạt 78,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,8%, xuất siêu 711 triệu đô la Mỹ. Theo báo cáo, năm 2018, Năm bản lề thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm năm 2016 đến năm 2020, cả nước đã đạt và vượt toàn bộ 12 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó 3 chỉ tiêu đạt, 9 chỉ tiêu vượt và nhiều chỉ tiêu đạt cao hơn số đã báo cáo quốc hội. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng GDP đạt 7,08%, đã báo cáo trên 6,7%, cao nhất kể từ năm 2008, thuộc nhóm các nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao nhất khu vực và thế giới, GDP bình quân đầu người đạt 2 USD. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, chất lượng tăng trưởng được cải thiện, năng suất lao động tăng gần 6%, hiệu suất sử dụng vốn đầu tư tăng, chỉ số ICOR giảm từ 6,42 năm 2016 còn 5,97 năm 2018, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI thực hiện đạt 19,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,1%. Kim ngạch xuất khẩu tăng 13,2%, đã báo cáo 11,2% Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 480 tỷ đô la Mỹ và xuất siêu 6,8 tỷ đô la Mỹ, cao nhất từ trước tới nay. Thu ngân sách nhà nước, ngân sách nhà nước vượt 8% so với dự toán, đã báo cáo vượt 3%, bội chi ngân sách 3,46% GDP, đã báo cáo 3,67%, nợ công ở mức 58,4% GDP, đã báo cáo 61,4%. Công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng được triển khai quyết liệt, xử lý nghiêm nhiều vụ án kinh tế tham nhũng lớn, dư luận xã hội quan tâm, góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân. Bên cạnh kết quả đạt được, lãnh đạo chính phủ đề cập đến nhiều tồn tại, hạn chế, trong đó kinh tế vĩ mô chưa thực sự ổn định vững chắc do giá dầu thô, xung đột thương mại, căng thẳng địa chính trị ở nhiều nơi diễn biến bất ổn, khó lường. Sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn, dịch tả lợn châu Phi lan rộng và tình trạng nắng nóng, thiếu nước ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống, ông nói. Ngoài ra, tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà, tham nhũng vặt của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa được ngăn chặn hiệu quả. Tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp ở một số địa phương, còn nhiều vụ tai nạn giao thông, cháy nổ nghiêm trọng. Chính phủ đánh giá, năm 2019 sẽ là năm bứt phá để hoàn thành kế hoạch năm năm 2016 đến năm 2020 và kỷ niệm 50 năm thực hiện di trúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính phủ đã xác định phương trầm, kỳ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả. Theo đó, chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, có kịch bản tăng trưởng, phương án điều hành hàng tháng, hàng quý theo ngành, lĩnh vực, thường xuyên kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện, tập trung giả soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật để tháo gỡ rào cản, khó khăn, vướng mắc, nhất là về đầu tư, thương mại, thuế, phí, lao động, đất đai, tài nguyên. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tập trung đơn giản hóa, cắt giảm điều kiện kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Tổ chức các hội nghị toàn quốc về hội nhập quốc tế, thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu, chế biến nông sản, phát triển vùng kinh tế trọng điểm, du lịch, kinh tế tư nhân, doanh nghiệp công nghệ, đổi mới sáng tạo, đưa ra những cơ chế, chính sách, giải pháp có tính đột phá, thúc đẩy những ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế, tạo động lực cho phát triển chú trọng giải quyết những vấn đề cấp bách, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy triển khai các dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm, ra soát quy hoạch ngành, lĩnh vực, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phát triển chính phủ điện tử. Các cấp, các ngành thường xuyên tổ chức đối thoại, lắng nghe, giải quyết kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát thi hành pháp luật, phòng chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo phương dung